em yêu ơi, tụi mình cách xa, kể từ đây riêng anh hai lẻ loi. Ta chia tay không một lý do, để giờ đây riêng anh với nỗi buồn. Anh sẽ nhớ mãi những tháng ngày xưa ấy, ta đi bên nhau chung hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những nụ cười ngày ấy, giờ đây đã không còn như trước. Quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube của Cương Audio. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, hãy gọi điện và nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook, hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Bạn nào quan tâm đến những sản vật của núi rừng Tây Bắc, những vị thuốc ngâm rượu, hãy gọi điện và kết bạn vào Zalo ở số điện thoại đang hiển thị phía góc trái của màn hình. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến dòng loa JBL của Mỹ, chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều những ấn tượng bởi chất âm mềm mại, ngọt ngào, sâu lắng, vốn là một trong những lợi thế và đã làm nên tên tuổi của JBL, kể cả ở những phân khúc nghe nhạc hay phân khúc loa sân khấu, karaoke gia đình, vân vân. Trước mắt các bạn là cặp loa JBL 65A. Đây là một trong những dòng loa được người Việt Nam chúng ta rất yêu thích bởi nó có thể đem đến một khả năng trình diễn âm nhạc sống động với khả năng tái hiện các giải âm một cách tinh tế, chính xác và bóc tách, đem lại rất nhiều cảm xúc cho người nghe. Các bạn biết là đối với dòng 65 thì có 3 model, một là 65 Dubai, 2 là 65A, 3 là 65B, nhưng trong đó phổ biến nhất là 65A và 65 Dubai. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt là mẫu loa JBL 65A, một trong những dòng loa mà chỉ cần nhắc đến tên nó thôi, chắc chắn sẽ gợi cho chúng ta những cảm xúc sâu lắng ở trong trái tim đối với những người yêu audio. Cặp loa này sử dụng 3 đường tiếng với một bát 30, màng giấy, gân mút, một loa chung giấy và một điều đặc biệt. Tôi nhấn mạnh một điều đặc biệt, đó là nó sử dụng chép kim cương. Dòng loa này sử dụng chung loa chép với dòng loa JBL 300 Smith. Thì các bạn biết rồi, những cặp loa JBL 300 Smith thường có giá trên 100 triệu đồng, nhưng đều sử dụng chung chép kim cương với dòng loa JBL 65A trước mắt các bạn. Và ở dòng này thì các bạn thấy là nó sử dụng một bát 30 nam châm Anico. Việc chế tạo của nam châm Anico đòi hỏi bí mật và công nghệ đặc biệt của các hãng audio bởi nó tạo ra chất âm rất ngọt ngào, sâu lắng, êm, dịu. Và các bạn nhớ là cổ nam châm quyết định rất nhiều đến chất lượng âm thanh. Các bạn biết là đối với những hãng audio nổi tiếng thì người ta đều rất dày công nghiên cứu để tạo ra những cổ nam châm vĩnh cửu để tránh từ trường bị suy hao theo thời gian. Đó là sự khác biệt giữa những hãng audio có tên tuổi và những hãng mới nổi, thậm chí những hãng không có tên tuổi. Thì các bạn biết là có rất nhiều những dòng loa mới liên doanh trên thị trường hiện nay thì các bạn có thể nghe khoảng 1 năm đầu các bạn thấy nó khá là vào tai, nhưng khoảng từ năm thứ 2, thứ 3 càng ngày từ tính của nó càng bị suy yếu và các bạn thấy là thường thường của nam châm bị mất từ lực. Chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy tiếng bát của loa non yếu và thường là sẽ không có lực. Chương trình này thì các bạn sẽ cùng tôi nghe thử cặp loa JBL 65A này ghép với âm ly Acouphe E305V, một trong những kiệt tác của hãng Acouphe Nhật Bản, kết hợp với đầu CD, đó là CD 165A GL bản limited hiếm hoi của hãng Denon Nhật Bản. Các bạn thân mến, nếu như dòng loa JBL này các bạn có thể sử dụng các dòng âm ly của Acouphe, nhưng các bạn sử dụng Acouphe 305V hay ở những cái dòng có chữ V của những chữ âm ly đến từ Nhật, chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự ấn tượng riêng biệt ở cái tiếng bass. Và các bạn cũng có thể sử dụng những dòng âm ly ví dụ như 80V, 85V, rồi 309V của Luman, những dòng âm ly cổ, những dòng âm ly đèn. Các bạn thân mến, đối với những chiếc âm ly Acouphe đến từ Nhật Bản thì các bạn đã biết đến rất nhiều những sản phẩm. Có thể nói là Acouphe là một trong những hãng audio của Nhật đã tạo ra vô số những model, tôi nhắc lại là vô số những model ở nhiều phân khúc khác nhau. Nhưng cứ nói đến những chiếc âm ly Acouphe của chữ V, ví dụ 305V, 406V, vân vân, thì các bạn sẽ thấy đó là một trong những dòng âm ly được sử dụng những linh kiện tốt nhất ở phân khúc. Đối với chiếc âm ly Acouphe E305V này cũng vậy, các bạn thấy hãng đã trang bị những mạch lọc âm tốt nhất,
bằng những linh kiện tốt nhất ở thời điểm những thập niên 90 kéo dài đến những năm 2000 để tạo ra một trong những sản phẩm lừng danh. Và các bạn nhìn thấy đầu CD đó là CD Đền Đông 1650GL có hồi gỗ. Một điều rất thú vị là châm ly và đầu CD này có kích thước giống như nhau, cho nên các bạn đặt lên nhau nhìn nó rất là cân đối, kể cả cái màu của cái hồi gỗ ở hai bên nhìn rất là cân đối, bắt mắt. Châm ly này có giá 58 triệu đồng. Các bạn có thể chỉnh bắt chép vào đây. Còn đây là đầu CD 1650GL có khiển ngoài cho các bạn điều khiển trực tiếp trên điều khiển hoặc dùng tay ở đây. Các bạn thấy các nút bấm của nó rất là nhạy. Chiếc đầu CD có giá 13 triệu đồng. Cặp loa này có giá 58 triệu đồng. Âm ly và loa thì có giá như nhau. Một trong những cặp loa đẹp một cách tinh khôi như các bạn thấy, hàng bãi nhưng tình trạng của nó rất là xuất sắc. Điều này thì các bạn biết rồi, chỉ cần nhìn qua hình ảnh thôi, có lẽ cũng không cần phải tốn nhiều lời để giới thiệu nữa. Đối với bộ đầu CD và âm ly thì các bạn lưu ý này. Đối với âm ly Acouphase E305V và đầu CD Denon 1650GL thì thông thường những dòng đầu CD của Denon cho chất âm khá là chi tiết ngọt ngào rồi. Nhưng các bạn thấy là chất âm của nó khi kết hợp với những dòng âm ly Acouphase thì các bạn thấy là Denon thường cho cái chất âm đầm, căng, chắc. Nhưng thằng Acouphase lại cho chất âm mềm, ngọt và nó có sự phối trộn. Thì các bạn có thể kết hợp thêm với loa, một là những dòng JB có phẩm chất tiếng bass mềm, trầm, ngọt. Hay các bạn có thể đánh vào những cặp Infinity Kappa này này, đấy, Kappa 8.2 CT2 hay những dòng BVK 704, 7NT với giá hơn 30 triệu đồng này này, hay những dòng Tannoy, Berkeley, những dòng Citlin, TV Đúc, những dòng Calip, vân vân. Như vậy là các bạn thấy đối với việc phối hợp đầu CD Denon với lại âm ly Acouphase sẽ cho chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn trong việc phối ghép. Kể cả bạn, các bạn có thể sử dụng những cặp JBL 100 Century hay ở những dòng loa Pioneer HPM 100. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng âm.
chót yêu người tình không.